vị vẫn đang cùng chúng tôi theo dõi bản tin FBNC ngày 20 tháng 11. Thưa quý vị, hãng Savills vừa công bố chỉ số giá văn phòng tại cả hai thị trường là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong quý 3 năm 2015. Trong số hai thị trường thì tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động mảng văn phòng đã liên tục tăng trưởng và đang có công suất thuê cao nhất trong vòng 6 năm qua. Sau đây thì phóng viên Võ Vân của chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về vấn đề này. Tại thời điểm quý 3 năm 2015, chỉ số giá văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 81 điểm. Nếu so với lại quý liền trước thì đã tăng khoảng 3 điểm và so với lại cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này đã tăng khoảng 4 điểm. Đây là biểu đồ thể hiện công suất cho thuê văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng vài năm trở lại đây. Biểu đồ này chúng tôi tổng hợp dựa trên số liệu công bố hàng quý của hãng nghiên cứu Savills Việt Nam. Nhìn vào đồ thị có thể thấy rằng là công suất cho thuê văn phòng tại thành phố đã liên tục tăng trong vòng 3 năm trở lại đây. Đặc biệt là tại thời điểm quý 3 năm 2015, công suất cho thuê văn phòng đạt lên mức 94%. Đây cũng là tỷ lệ cho thuê văn phòng cao nhất tại thành phố trong vòng 6 năm qua. Theo nhận định của các chuyên gia nghiên cứu thị trường, thì nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tăng trưởng GDP của thành phố có mối quan hệ trực tiếp với tăng trưởng trên thị trường văn phòng. Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2015, thì tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố đã tăng gần 130% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Và chúng ta có thể thấy rằng là đây là nguồn biểu đồ thể hiện nguồn cầu văn phòng tại thành phố trong vòng 1 năm trở lại đây. Nhu cầu thuê văn phòng tại thành phố đã liên tục tăng trong vòng những tháng đầu năm nay. Đặc biệt là tại thời điểm quý 3 năm 2015 thì nhu cầu thuê văn phòng tăng đột biến hơn 140% so với lại quý liền trước đó. Tính đến thời điểm này thì giá cho thuê văn phòng tại thành phố đã tăng khoảng 2% so với lại cùng kỳ năm ngoái và đang dao động ở mức khoảng 560.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Chuyển sang một thông tin về ngành ô tô thì trong 10 tháng đầu năm nay, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về lên tới hơn 97.000 chiếc, tăng mạnh gần 102% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập về trong 10 tháng năm nay lên đến hơn 97.000 chiếc, trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, loại xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống có số lượng nhập khẩu nhiều nhất do giá thấp, đồng thời nhu cầu sử dụng tăng cao. Các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu. Trung Quốc là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam trong 10 tháng năm nay với hơn 21.000 chiếc, tăng mạnh 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 20.000 chiếc, tăng hơn 59%. Thứ ba là Thái Lan với hơn 20.000 chiếc, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ là thị trường xếp thứ tư với gần 18.000 chiếc, tăng hơn 104% so với cùng kỳ. Việc gia tăng số lượng xe cá nhân chạy dịch vụ chở khách qua ứng dụng gọi xe như là Uber hay là Grab Taxi thời gian gần đây đã khiến cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lo ngại là tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nội đô sẽ trở nên trầm trọng hơn. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị khống chế số lượng xe ô tô dưới 9 chỗ tham gia loại hình kinh doanh này. Sự xuất hiện loại hình vận tải mới qua ứng dụng gọi xe gần đây đã làm tăng đột biến lượng xe dưới 9 chỗ đăng ký vận tải theo hợp đồng. Hiện tổng số lượng xe hoạt động kinh doanh vận tải tại Hà Nội là gần 21.000 chiếc, vượt kế hoạch trong đề án quản lý taxi trước đó là 20.000 chiếc trong năm 2015. Điều này đang khiến các cơ quan chức năng lo lắng về tình hình ùn tắc giao thông sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. Năm 2011, để hạn chế ùn tắc và cạnh tranh không lành mạnh, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tạm dừng cấp phép thành lập hãng taxi mới và khống chế số lượng xe của mỗi hãng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số đơn vị kinh doanh vận tải đã thành lập các chi nhánh tại các tỉnh lân cận rồi đưa xe về Hà Nội hoạt động, gây khó khăn trong quản lý, mất trật tự an toàn giao thông và đi ngược lại với chủ trương hạn chế gia tăng số lượng taxi. Sau khi cấp phù hiệu taxi Hà Nội, hoạt động kinh doanh taxi đã được quản lý dễ dàng hơn. Đâu là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam khi hội nhập và làm sao để nâng cao năng lực cạnh tranh ấy? Câu hỏi không mới và câu trả lời hầu như ai cũng rõ. Một trong những yếu tố đã và đang làm nên lợi thế cho Việt Nam chính là nguồn nhân lực giá rẻ. Thế nhưng lợi điểm này sẽ còn duy trì trong bao lâu nữa? Và thực sự thì lợi thế ấy có giúp cho Việt Nam góp được bao nhiêu phần trăm giá trị trong chuỗi sản xuất của toàn cầu? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Hàng loạt các cuộc hội thảo, hội nghị những năm gần đây không ngừng nhắc tới tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. Và ở đó, một lợi thế được nhắc tới nhiều nhất đó là nguồn lao động giá rẻ. Cùng với hàng loạt hiệp định kinh tế mà Việt Nam đang tham gia như TPP hay FTA Việt Nam EU, điểm mạnh này dường như càng được nhắc tới nhiều hơn. Khi mà những ngành như thủy sản, dệt may, da giày,
tức những ngành sử dụng nhiều lao động đang được xem là có cơ hội làm ăn lớn trước các FTA, thì lao động phổ thông với giá cả rất cạnh tranh so với các nước trong khu vực dường như cũng lên giá hơn so với trước đây. Doanh nghiệp đã bắt đầu phàn nàn về sự thiếu hụt lao động phổ thông cũng như áp lực về chi phí nhân công ngày càng tăng. Lao động giá rẻ vẫn là một lợi thế cạnh tranh và tôi cũng nghĩ cũng còn một cái thời gian dài nữa chứ không phải là ngắn. Và các doanh nghiệp hiện nay cũng đang tận dụng cái lợi thế này. Và tôi nghĩ khi mà cái hiệp định TPP nó có hiệu lực thì cái lợi thế về cái giá nhân công rẻ nó cũng là một trong những cái để có thể thu hút được những cái luồng đầu tư vào khu vực này. Thế nhưng với một phân tích gần đây, kỹ năng của lao động mới là mấu chốt làm nên một nền công nghiệp bền vững. Và theo đánh giá của đại diện nhà sản xuất thiết bị linh kiện ô tô Bosch của Đức, thì Việt Nam không phải là không có lợi thế về phát triển lao động chất lượng cao. Bằng chứng là trong tay Bosch Việt Nam hiện nay có gần cả nghìn kỹ sư người Việt. Từ năm 2020 là 2.000 kỹ sư tại thành phố Hồ Chí Minh này. Cho nên tôi nghĩ là tính cạnh tranh Việt Nam trở lại cơ hội quan trọng nhất là chúng ta làm gì để nâng cao cạnh tranh hơn. Thì trong mặt đó tôi cho rằng cái việc Việt Nam phải tiếp tục làm nâng cao cái giá trị qua công việc là cái tài năng của con người Việt Nam qua việc nghiên cứu, qua việc đưa ra những sản phẩm mới sáng tạo. Thế nhưng điều băn khoăn của giới chuyên gia giáo dục và những người làm kinh tế là vẫn cứ còn khoảng cách quá lớn giữa những gì nhà trường đang giảng dạy và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trục trặc ở đâu khi Việt Nam là một trong những nước có tỷ trọng ngân sách rót vào giáo dục hàng cao của thế giới? Điểm PISA của học sinh Việt Nam cũng khá ấn tượng so với nhiều nước khác trong khu vực. Nếu như giáo dục phổ thông được cho là rất ổn như vậy, thì phải chăng trục trặc nằm ở khâu giáo dục đại học? Một cái điểm rất thiếu sót, rất quan trọng là cái lực lượng thầy của mình, nếu chỉ có là những người ở lại là giỏi để ở lại làm thầy, tôi cho là cái điểm này cần phải suy nghĩ. Là thầy đại học thì phải là người đã làm nghiên cứu và làm nhiều năm trong các hãng xưởng kinh nghiệm thực tế thì đi vào làm thầy mới có thể hiểu điều đề tài. Bên cạnh việc nhà nước đầu tiên vào thì việc liên kết của đại học, các trường công nghiệp của các trường với cái nền công nghiệp, nền kỹ nghệ, tức là hãng xưởng đó có đề tài rất quan trọng. Thực tế không phải các viện trường không nhìn thấy khoảng cách quá lớn giữa lý thuyết giảng dạy và thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng dường như chất keo kết nối giữa hai bên vẫn còn đầy sự nghi hoặc. Giới nghiên cứu ở Việt Nam và các trường đại học khi thí nghiệm, tôi cũng nghĩ dường như họ có một cái gì đó đó, họ đánh giá quá cao về mình khi mà đưa ra những cái nghiên cứu. Họ nghĩ mình phải là number one, mình phải được trả giá như thế này, như thế kia, hay là bản quyền như thế nọ, nhưng mà trên thực tế thì họ không có hiểu gì về cái kinh doanh cả. Và họ cứ ấp ủ và thậm chí họ đánh giá rất là cao về mình, rồi lại cho rằng các doanh nghiệp không đánh giá xứng đáng, cho nên họ lại không thể đưa ra trên thực tế. Các cái người mà làm việc các doanh nghiệp, họ cũng ngần ngại khi đến trường đại học để tham gia giảng, họ cũng không biết phải giảng như thế nào. Đây nó phải xuất phát từ cái thiện chí và cái sự hỗ trợ của trường đại học. Tôi mời anh sẽ nói như thế nào, tôi sẽ hỗ trợ anh về cái phương tiện, cách thức để anh trình bày, để anh san sẻ. Rồi sau đó mới là một cái sự hợp tác sâu giữa các cái anh nhân với cái phía trường. Vừa giúp cho sinh viên cái hiểu biết cái thực tế nhưng mà đồng thời cũng vừa giúp cho cái nghiên cứu, cái hoạt động khởi nghiệp nó gần gũi với nhau nhiều hơn. Tiếc rằng là những cái việc này rất là hiếm hoi xảy ra. Đây đúng là thực tế ở Việt Nam, nhưng có phải lỗi chỉ ở ngành giáo dục? Theo một số phân tích, chính suy nghĩ của một nền kinh tế xem trọng lợi thế chi phí nhân công giá rẻ, cốt yếu sao giải quyết được càng nhiều việc càng tốt, khiến cho chất lượng lao động nhiều lúc, nhiều nơi bị xem nhẹ. Hiện trạng này đã được chứng thực qua các khảo sát mấy năm gần đây của Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Theo đó, tỷ lệ cử nhân cao đẳng đại học thất nghiệp cao hơn hẳn so với lao động phổ thông. Bây giờ khoảng chừng là gần 100.000 du học sinh Việt Nam đang đi ra du học. Đa số mà đã tốt nghiệp rồi ở lại nước ngoài làm việc là một con số cực lớn. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn con số đó thôi thì cái lượng cung nó rất là lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái trục trặc cực kỳ lớn ở cái hệ thống tạo việc làm của Việt Nam, cái cầu lao động của Việt Nam là nó có một cái nghịch lý là cái số người lao động có kỹ năng nó thất nghiệp nhiều hơn rất nhiều so với cái người lao động không có kỹ năng. Bản thân chúng tôi bước vào thị trường Việt Nam làm mở ra những cái trung tâm R&D thì có vẻ nhà nước cũng không có phấn khích lắm. Nhưng mà khi chúng tôi có cái nhà máy lắp ráp điện thoại dưới Bắc Ninh, mười mấy ngàn người thì ai cũng gặp Microsoft và nói về cái nhà máy đó thế nào, bao nhiêu mấy hectare đất rồi đùm lum đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ cái phấn khích đó cũng tốt là vì cho thuê được đất rồi cho có một số cái cơ sở vật chất nó xuất hiện liền. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta nhận ra là cái nhà máy mà lắp ráp điện thoại ấy, toàn bộ cái đóng góp của nó trong cái giá trị của cái điện thoại chỉ có 1% thôi. Thế là chi phí lắp ráp chỉ có 1%.
Theo vị đại diện của Microsoft Việt Nam, thâm quyến Trung Quốc là một điển hình của chính sách thống nhất về xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin phần cứng. Nếu như 15 năm trước đây, thâm quyến cũng có xuất phát điểm từ chỗ chỉ đóng góp 1% vào chuỗi giá trị của ngành sản xuất điện thoại di động. Nhưng nay thâm quyến đã có hẳn một đội ngũ hùng hậu những nhà thiết kế mẫu mã, bo mạch điện thoại. Riêng phần này đã chiếm từ 40 đến 50% giá trị của chiếc điện thoại. May mắn là gần đây người ta bắt đầu nói đến nhiều hơn về nhân lực chất lượng cao. Chính sách đầu tư thống nhất và quy mô cho nguồn lực này cũng không chỉ diễn ra ở các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà cũng đã bắt đầu lan về các khu vực xa hơn. Theo như khẳng định của đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam thì Cần Thơ và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long khác hiện rất hoan nghênh các ý tưởng, các doanh nghiệp muốn đầu tư công nghệ cao về khu vực này dù mỗi doanh nghiệp có thể chỉ có quy mô vài trăm lao động. Thưa quý vị, sắc xanh đã trở lại trên cả hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay. Nhóm bất động sản trở thành điểm sáng trên thị trường với khả năng hút dòng tiền mạnh. Với diễn biến giằng co trong những phiên gần đây, thị trường bước vào phiên giao dịch cuối tuần đầy thận trọng. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như Vincom, Masan, BVH của Bảo Việt dao động trong biên độ hẹp và thiếu sự bứt phá. Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư diễn ra trầm lắng. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục cho thấy sức hút với khối lượng khớp lệnh lớn. Chuyển sang phiên chiều, thị trường tăng tốc mạnh dần khi sắc xanh đã trở lại với hàng loạt các cổ phiếu trụ cột. Mặc dù vậy, diễn biến này vẫn chưa đủ để kéo dòng tiền của nhà đầu tư. Dường như trong bối cảnh hiện tại, nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu cơ đang trở nên khá hấp dẫn. Nhiều mã như LCG của Lycogi, ITA của Tân Tạo bất ngờ đạt kịch trần sau thời gian im ắng. Khép phiên, VN Index tăng 0,4% lên mốc 604,46 điểm, thanh khoản hơn 2.100 tỷ đồng, ứng với trên 140 triệu đơn vị. Sắc xanh cũng tràn ngập trên sàn Hà Nội trong phiên giao dịch cuối tuần. Nhà đầu tư đã thấy lại đà kịch trần của cổ phiếu SHN của Tổng hợp Hà Nội và PVX của xây lắp dầu khí. Hoạt động giao dịch sôi động hơn hẳn so với những phiên gần đây. Chốt phiên, HNX Index tăng 0,4% đạt 81,59 điểm, khối lượng giao dịch trên 50 triệu đơn vị, tương đương hơn 480 tỷ đồng. Trong phần tin châu Á, tiếp sau đây xin mời quý vị cập nhật những câu chuyện nổi bật. Sau vụ khủng bố tại Paris cuối tuần trước, du khách châu Á cân nhắc lại kế hoạch du lịch đến Pháp. Cây thông Giáng sinh trị giá 100 triệu yên vừa ra mắt tại một khu mua sắm sầm uất ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.